chương 681, chờ ngươi trở về. Hồng Trần đạo tràng bị đá ra tiên môn chi liệt, Vân Thâm tiên phủ đệ tử bị người chém giết, thi cốt vô tồn, mấy trăm năm qua tiên môn đại bỉ lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này, nhưng thực mau, mọi người liền quên mất, một cái nho nhỏ Hồng Trần đạo tràng, không đáng bị người nhớ thương. Tiên môn đại bỉ còn ở tiếp tục, 10 vị danh túc tâm tư khác nhau, Hồng Trần trong tay phá kỳ uy lực chi cường có thể uy hiếp đến tôn giả, này lệnh người kiếp sợ, đồng thời, có không ít người nổi lên tâm tư khác. Đạo tràng sơn môn nội, Hồng Trần nhìn chầm chầm Tào Ngụy kinh ngạc không thôi, buồn bã nói, thủ đoạn nhưng thật ra không ít. Tào Ngụy khẽ cười một tiếng, không thể phủ nhận, chợt nghi hoặc nói, chúng ta đạo tràng bị đá ra tiên môn chi liệt, cũng liền ý nghĩa mất đi tiến vào tiên cổ tư cách, nói thật nơi đó ta còn là rất tò mò. Hồng Trần sờ sờ cầm, nói, tiên môn đại bỉ 10 ngày sau sẽ mở ra tiên cổ, đến lúc đó ta mang ngươi đi, trong khoảng thời gian này ngươi trước xử lý tốt chính mình sự tình, ta phải làm một ít chuẩn bị. Hồng Trần nói xong liền rời đi, hắn biết tào ngụy dùng một ít thủ đoạn đem ra các hiên bắt làm tù binh nhưng hắn lại cũng không hỏi cái này làm cho tào ngụy giải sầu không ít tinh thần giới nội gia các hiên đã mau hỏng mất hắn mới vừa cùng tào ngụy đối chiến thời có trong nháy mắt thất thần đại hắn phục hồi tinh thần lại khi cũng đã xuất hiện ở cái này thế giới xa lạ nơi này hết thảy cùng thượng giới khác nhau không lớn hắn vốn tưởng rằng là ảo cảnh nhưng theo thời gian trôi đi gia các hiên khiếp sợ phát hiện đây là một cái chân thật tồn tại thế giới một thảo một một chân thật vô cùng chính là chính là đi không đến cuối bị sét đánh vào mặt khác tiểu giới. Quá quỷ dị. Gia Cát Hiên đi ở một mảnh cánh đồng bát ngát thượng, tâm thần không yên, nhưng vào lúc này, phía trước hư không một trận vặn vẹo, Tào Ngụy đột nhiên xuất hiện. Ngươi. Thẳng đến lúc này Gia Cát Hiên mới ý thức được sự tình không thích hợp, hắn vừa muốn bắt giữ Tào Ngụy hỏi cái đến tột cùng, lại kinh hãi phát hiện chính mình căn bản nhúc nhích không được. Tiên linh thủ ở nơi nào? Tào Ngụy một tay trống rỗng nắm đi, trực tiếp đem Gia Cát Hiên nhắc lên một đôi vô hình bàn tay to gắt gao bóp chặt gia các hiên ít hầu hắn sắc mặt xanh mét, tử vong sợ hãi đột nhiên buông xuống. Gia Cát Hiên nhìn Tào Ngụy lạnh băng ánh mắt trong lòng rung lên, người này là thật sự muốn giết hắn. Gia Cát Hiên không dám do dự, trực tiếp vất tay ném xuống một quả nhẫn trữ vật, phiêu phù ở hai người trung gian. Tào Ngụy tâm thần vừa động, nhẫn nổ tung, vô số hồ sơ đang dược còn có linh thạch đầy trời phiêu đảm, ở thượng vàng hạ cám đồ vật trung, một viên bàn tay cao cây giống thình lình bay xuống mà ra. Tào Ngụy hai mắt hơi ngưng, ông đồng lại đây. Tiên linh thụ. Gia Cát Hiên sắc mặt xanh mét, độc quán nhìn chằm chằm tào ngụy liền phải động thủ nhưng là liền ở hắn vừa mới đứng dậy trong nháy mắt trong thiên địa một cổ khó có thể ngăn cản cự lực giống như núi lớn giống nhau trấn áp mà đến trực tiếp đem ra các hiên áp thành toái khối ngay cả thần hồn cũng chưa có thể chạy thoát gia các hiên hoàn toàn tử tuyệt tào ngụy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chầm tiên linh thụ quen thuộc hơi thở lệnh tào ngụy hô hấp nhanh hơn hắn linh thức bao trùm mà qua mắt phải kim mang chấp động lại thêm ngôi sao thần giới thêm vào tiên linh thụ tất cả đồ vật đều không chỗ nào che giấu ở tiên linh thụ thân cây trung tâm, một cái nhỏ bé quan đoàn tản ra nhàn nhạt ánh sáng, tuy rằng chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, nhưng nơi đó mặc lại ẩn chứa tào ngụy quen thuộc hơi thở. Một nữ tử bộ dáng nhau thai cuộn tròn thân mình, tiên linh thụ không ngừng quẩn dưỡng nàng, đây là an linh lung linh hồn, nàng ở ngủ say, không dùng được bao lâu, liền có thể sống lại. An linh lung không việc gì. Tào ngụy hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn mang theo tiên linh thụ thả người bay ra, đi tới tinh bên trong thành bộ, một gian bình thường trong sân, Tào Ngụy cẩn thận đem này gieo, đồng thời bày ra tụ linh trận, toàn bộ tinh thần giới linh khí đều hướng tới tiên linh thụ chậm rãi hội tụ mà đi. Ở mắt thường nhân thức hạ, tiên linh thụ nháy mắt trường cao một đoạn, mà An Linh Lung hơi thở cũng càng thêm mãnh liệt. Ta chờ ngươi trở về. Tào Ngụy thở dài một hơi, thật sâu nhìn tiên linh thụ liếc mắt một cái, theo sau rời đi tinh thần giới. Một đường truy tìm mà đến, may mà vẫn là tìm được rồi. Hết thảy phản phất đều tràn ngập hy vọng. Tào Ngụy ngồi ở đạo quan trên đỉnh nhìn xa nơi xa, chân trời mây cuộn mây tan tào ngụy nhớ tới y tiểu sư phó nói câu nói kia tức khắc nắm chặt nắm tay tương lai là loạn thế muốn an cư lạc nghiệp muốn biến càng cường phải có một cái dựng thân chỗ muốn biến cường cường đến làm người nghe được tào ngụy tên này đều phải hai chân rung lên chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ bên người người tử câm tuyết nhi các ngươi lại ở nơi nào đâu tào ngụy thở dài một tiếng chật thực mau khôi phục cảm xúc một đầu tóc đen ở trong gió vũ động hắn ngồi xếp bằng ở đạo quan trên đỉnh bên cạnh người tinh quan hội tụ, sao trời nói thân lại lần nữa hiện lên. Đầy trời linh khí vọt tới, hoàn toàn đi vào tàu ngụy trong cơ thể, hắn điều chỉnh tự thân trạng thái, muốn cùng 10 ngày sau nhảy vào tiên cổ, cường thế trấn áp các lộ tiên môn đệ tử, chỉ có một đường hoành đẩy, đoạt được mạnh nhất tốt nhất tu luyện tài nguyên, mới có thể trở nên càng cường. Liên tục mấy ngày tàu ngụy đều ở tu luyện trung vượt qua, thẳng đến có một ngày sáng sớm, Hồng Trần phá lệ thay tân đạo bào, đứng ở tàu ngụy trước mặt tự xưng là thoát ly tiên môn, cũng đem không hề bị đến trói buộc, có thể buông ra tay chân. Xếp hạng tốt 10 tiên môn truyền nhân cơ hồ đều là thiên thần cảnh, nhưng những cái đó đệ tử đều bị tiên môn tuyết tàn, ngươi không cần lo lắng, ta đưa ngươi tiến vào tiên cổ, ngươi buông ra tay chân muốn làm cái gì liền làm cái đó, liền tính đem giao trì thánh địa thánh nữ trói tới đạo tràng làm ngươi ác trại phu nhân cũng chút nào không cần lo lắng. Hồng Trần vênh váo tận trời nói, bổn nói cho ngươi chống lưng, không ai dám đối với ngươi ra tay. Tào Ngụy khóe miệng vừa kéo, luôn có một loại Hồng Trần bị đá ra tiên môn sau đột nhiên thức tỉnh rồi cảm giác tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, đi rồi. Hồng Trần lôi kéo Tào Ngụy nháy mắt bước lên cửu thiên, phá kỳ trốn vào hư không tốc độ kỳ mau, ngay lập tức vạn dặm, dưới chân sơn xuyên cấp tốc thối lui, bất quá một canh giờ, hai người liền tới tới rồi một mảnh thần bí nơi. Nơi này phản phất một chỗ cổ xưa chiến trường, thổ địa cháy đen, tàn phá cổ xưa chiến thuyền thượng che kín đao thương vết kiếm, ở cháy đen thổ địa cuối, thình lình tọa lạc 10 tòa thật lớn núi cao, mỗi một tòa núi cao thượng từng người ngồi xếp bằng một người tôn giả, bọn họ hợp lực mở ra đại trận, một đạo thật lớn quần sáng từ ngọn núi dưới chân khởi động, hóa thành ánh sáng môn hộ. Ở ngọn núi trước trên chiến trường, 20 gia tiên môn từng người bá chiếm một phương khu vực, hơn 1.000 danh tuổi trẻ tu sĩ nhìn chầm chầm môn hộ ngo ngoe rụt rịch, xuyên qua môn hộ đó là trong truyền thuyết tiên cổ, bên trong tất dấu vô tận tạo hóa, có kinh thiên cơ duyên chờ đợi bọn họ. Tuy rằng tiên cổ mỗi năm đều sẽ mở ra, nhưng mỗi lần tiến vào địa phương đều là không xác định, tất cả mọi người biết môn hộ đi thông một chỗ không người cổ giới, nhưng chuẩn xác lạc điểm mỗi lần đều không giống nhau. Cái kia cổ giới khổng lồ vô cùng, môn hộ chỉ có thể đem tu sĩ đưa vào đi, vì bảo đảm ở 7 ngày sau rời đi tiên cổ, rất nhiều người đều sẽ không đi quá xa. Nhớ lấy, tiên cổ nội tùy thời khả năng xuất hiện cổ xưa đại trận, có vây trận, có sát trận, cũng có truyền tống trận, cho nên đừng rời khỏi quá xa, nếu không liền tính là ta chờ cũng vô pháp đem các ngươi tìm về. Một vị danh túc trịnh trọng mở miệng. Chương 682, tiến vào tiên cổ. Danh Túc vừa mới nói xong, đó là câu mày nhìn phía nơi xa ở nơi đó một mặt đại kỳ cấp tốc động tới, rơi xuống lưỡng đạo bóng người. Hồng Trần, ngươi đã bị đá ra tiên môn, còn dám tới này, thật sự cho rằng ta chờ không dám dịp ngươi đạo thống. Vân thâm tiên phủ trưởng lão gầm lên ra tiếng, bọn họ đối Hồng Trần đã hận tới rồi cực điểm. Tiên cổ vốn là thuộc về thượng giới sở hữu tu sĩ, các ngươi tự xưng là tiên môn, lại không biết liêm sĩ mạnh mẽ bá chiếm, hôm nay ta còn càng muốn phóng ta đệ tử tiến vào, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hồng Trần đôi tay phủ với phía sau, đạo bào đón gió vấp với, rất là khí phách. Đạo trưởng ngư bức. Tào Ngụy ở một bên cổ vũ, lớn tiếng nói, cái gì chó má tiên môn, ta thầy trò hai người muốn đi nào liền đi đâu, có sư phụ ta chống lưng, im gì đều không sợ. Hồng Trần tráng tối sầm, lại vẫn là gật đầu nói, không sai, hôm nay chúng ta đạo thống liền phải tiến vào tiên cổ, các ngươi ai không phục, đứng ra thử xem. Hồng Trần bàn tay vung lên, phá kỳ huyết quan tận trời, bột phát ra khủng bố hơi thở áp chế vân thâm tiên phủ trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Có loại không cần thần binh hắn gào rống nói, trong lòng tức giận bất bình, nếu chính mình cũng có loại này cấp bậc thần binh, còn sợ Hồng Trần. Ngươi ở đánh rắm. Hồng Trần không dao động, đi nhanh tiến lên, nhìn chằm chằm 10 vị danh túc buồn bã nói, các ngươi 10 cái lão bất tử tốt nhất căn hảo môn hộ, bằng không ta một phát hỏa, nhưng không có biện pháp bảo đảm các ngươi môn hạ đệ tử an toàn, ta này phá kỳ không gì chỗ tốt, chính là thích thực nhân tinh huyết, nuốt nhân thần hồn. Lời này vừa nói ra, trên chiến trường sở hữu tu sĩ đều sắc mặt đại biến, Hồng Trần ý vào tuyệt thế thần binh làm lơ tiên môn giới luật, hiện giờ thế nhưng trực tiếp nói rõ uy hiếp mười đại danh túc. Cùng vọng. Các sư huynh đệ, ta ba người cùng nhau thượng, ta không tin một kiện thần binh còn có thể phiên thiên không thành. Vân thâm tiên phủ trưởng lão không tin tà, ba đạo nhân ảnh phóng lên cao, thiên thần đỉnh khủng bố hơi thở bùng nổ, làm cho cả chiến trường không khí đều đình trệ. Ba người ngang trời mà qua, từng người tay cầm thiên thần khí, hướng tới hồng trần trấn áp mà đi, mà tào ngụy, tắt sớm chạy tới nơi xa. Đạo trưởng cố lên, làm phiên bọn họ. Tào Ngụy cố lên cổ vũ, chính mình trốn rất xa. Hồng Trần âm lãnh cười, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, này đàn tiên môn đạo thống, hắn sớm đã chịu đựng lâu ngày, hiện giờ tìm được rồi trấn áp ác trớ phương pháp, Hồng Trần không hề tàn lưu, hoàn toàn buông ra. Anh Linh tại thượng, trợ ta rửa sạch ra nhảy con. Hồng Trần hai tròng mắt giận mở to, tay cầm đại kỳ mà qua, đầy trời huyết khí bùng nổ, cổ xưa làm cho người ta sợ hãi hơi thở tự huyết kỳ tràn ra, giống như to lớn cổ chiến trường thượng chém giết sát khí, vô số anh linh gầm lên hóa thành khủng bố kình khí bẻ gãy ba người thần binh trực tiếp đem ba người oanh thượng trời cao hồng trần đạp thiên mà thượng một kỳ chém ra trực tiếp đánh bạo ba người thân thể cùng lúc đó ở ba người thần hồn muốn bỏ chạy khi huyết kỳ thượng đột nhiên cuốn lên tinh thần gió lốc các loại tiếng chém giết tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng hủy diệt cảm xúc ăn mòn ba người thần hồn bọn họ nháy mắt vẽ vải xuống dưới hồng trần duỗi tay chụp tới niết bạo ba đạo thần hồn còn có người tưởng ngăn cản ta hồng trần đạp không mà đứng ánh mắt như hỏa, nhiếp nhân tâm hồn, không người còn dám đối diện. Đạo trưởng uy vũ. Tào Ngụy cười to, phi thân mà ra, cùng lúc đó dưới chân kim mang chấp động, nháy mắt đến môn hộ. Các vị, chúng ta tiên cổ tái kiến. Tào Ngụy thả người bước vào môn hộ, biến mất không thấy. Mười vị danh túc sắc mặt xanh mét, Trấn Hà Tôn muốn ra tay lại bị ngăn cản xuống dưới. Ta trước đem lời nói đặt ở nơi này, ngày sau ta hồng trần đạo tràng hoa nghênh các lộ tiên môn tới phạt bất quá nếu là có chút lão bất tử không cần da mặt đối ta đệ tử ra tay đừng trách ta cầm huyết kỳ diệt ngươi nói vận giết sạch ngươi môn hạ đệ tử phụ nữ và trẻ em già trẻ chó gà không tha hồng trần sừng sững trời cao đối sở hữu tiên môn tuyên chiến vân thâm tiên phủ mọi người ánh mắt âm trầm có tiên môn đối hồng trần trợn mắt giận nhìn cũng có ở suy tư hồng trần vì cái gì muốn làm như vậy giao trì thánh địa một đám nữ tu các mày liễu dựng ngược rất là bất mãn nhìn hồng trần Văn Thanh sư phó nhíu mày nói, các ngươi không cần để ý tới Tào Ngụy, tiến vào tiên cổ sau tự hành tìm tạo hóa, tiên môn sự đừng động, miễn cho đem chính mình liên lụy đi vào. Đặc biệt là Thanh Nhi, ngươi cùng Tào Ngụy không có khả năng là cũ thức, không cần quá bướng bỉnh. Văn Thanh như suy tư gì gật gật đầu, màu tím khăn che mặt hạ môi đỏ lại hơi hơi mở ra, tự hồ ở thở dài. Hảo, thực hảo. Trấn Hà Tôn cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, vân thâm tiên phủ đệ tử, phàm là gỡ xuống tàu ngụy đầu, ta đem phá lệ thu hắn vì thân truyền đệ tử, hưởng thụ tiên phủ cấp bậc cao nhất đại ngộ. Vân Thâm tiên phủ đệ tử tức khắc hưng phấn nắm chặt nắm tay, nếu có thể trở thành trấn hà tôn thân truyền đệ tử, kia ở Vân Thâm tiên phủ sẽ một bước lên trời, tiền đồ không thể hạn lượng. Còn lại tiên môn, có khả năng giết chết Tào Ngụy, ta cũng sẽ thỏa mãn hắn một cái yêu cầu, thậm chí có thể thiếu hắn một ân tình. Trấn Hà Tôn lần nữa mở miệng, hắn tưởng cổ động 20 gia tiên môn đệ tử, cộng đồng vây sát Tào Ngụy. Kia chính là Trấn Hà Tôn, một thế hệ danh túc hứa hẹn, hơn nữa là thật sự 20 gia tiên môn ưng thuận hứa hẹn. Đừng nói là tầm thường đệ tử, ngay cả một ít trưởng lão đều ngo ngoe rụt rịch. Cái này hiệu quả hiển nhiên không tồi, có rất nhiều tiên môn tỏ thái độ, tỏ vẻ nguyện ý cùng vân thâm tiên phủ cùng tru sát tào ngụy. Trấn Hà Tôn vừa lòng gật gật đầu, chợt ánh mắt liếc hướng về phía giao trì thánh địa cùng tuyệt tình tiên phủ, chỉ có này hai nhà tiên môn không có tỏ thái độ, Trấn Hà Tôn rất là bất mãn. Văn Thanh Sư Phó Cao Mày, nói, ta giao trì thánh địa không tốt tranh đấu, sẽ không chủ động chọn sự, nhưng nếu có thể trợ giúp mặt khác tiên môn, tự nhiên sẽ ra tay. Tuyệt tình tiên phủ giống nhau. Thực hảo, một khi đã như vậy, vậy vào đi thôi. Trấn Hà Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, chậm đợi tàu ngụy thủ cấp lăn xuống. 20 gia tiên môn đệ tử, ước chừng hơn 1.000 người, tu vi thấp nhất cũng đều là thiên nguyên đỉnh, như vậy khủng bố đội hình nhảy vào tiên cổ, muốn vây giết một người, liền tính đối phương là tam tài cảnh chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Hồng Trần nằm ở huyết kỳ thượng hai mắt nửa mở, tự hồ cũng không lo lắng tào ngụy chết sống đại tào ngụy sau khi chết ngươi đạo thống cũng liền không có tồn tại tất yếu trấn hà tôn đạm mạc mở miệng hồng trần lại chỉ là đào đào lỗ tai vẫn chưa đáp lời tiên cổ bất đồng với mặt khác bí cảnh nơi này linh khí thiếu thốn chỉ có rất ít khu vực mới có thể ra đời linh dược tiên quả nơi này không có tu sĩ nghiễm nhiên một cái bị vứt bỏ thế giới tào ngụy đứng ở trời cao nhìn xa dưới chân một mảnh xanh um mắt phải kim mang lập lòe linh thức bao trùng mấy chục dặm chung quanh hết thảy đều không chỗ nào che giấu phần lớn là bình thường cây cối, cũng có bình thường giả thú sinh tồn, nhưng là bọn họ liền cùng phàm nhân giới giả thú giống nhau như đúc, không có linh lực, công kích tính xem nhẹ bất kể. Cũng có một ít thần bí nơi, có trận pháp hơi thở, phần lớn đều là tàn khuyết pháp trận, đã không có bất luận tác dụng gì. Tàu Ngụy sờ sờ cầm, đột nhiên nhìn chầm chầm nơi cực xa một tòa quái dị ngọn núi. Cùng địa phương khác bất đồng, kia tòa sơn trụi lũi, đỉnh núi ao hãm, này thường có cổ xưa hơi thở lưu chuyển. Chương 683, cướp đoạt chân linh quả pháp trận tàn khuyết sẽ không đối tào ngụy tạo thành quá nhiều ảnh hưởng khi đạo cổ xưa mặt danh hơi thở hấp dẫn tào ngụy tào ngụy phi thân mà ra lướt qua rừng rậm bước lên này tòa trọc sơn cùng mặt khác ngọn núi so sánh với này tòa trọc sơn muốn thấp bé rất nhiều nhưng ở đỉnh núi thượng lại có một cái quỷ dị ao hãm ở chân núi tào ngụy căn bản thấy không rõ bên trong đồ vật yêu long lấy người long tộc nắm giữ tin tức tới xem người đối tiên cổ hiểu biết nhiều ít tào ngụy một bên leo núi một bên dò hỏi quảng thành trầm tư thật lâu sau nói một ít sách cổ thượng nhưng thật ra nhắc tới quá nhưng cũng chỉ là đôi câu vài lời đại khái ý tứ là nói tiên cổ cũng không phải trong lịch sử nào đó thời đại mà là chư thiên một giới bởi vì tu luyện hệ thống cùng chúng ta không giống nhau mới bị xưng là tiên cổ đến nỗi cuối cùng vì sao đi hướng diệt vong liền không được biết rồi trừ quá tiên cổ chư thiên còn có rất nhiều đại giới đều từng ở trong lịch sử sắm vai quan trọng nhân vật chẳng qua phần lớn đều tiêu vong có chút đại giới liền phế tích đều không có lưu lại liền như vậy tiêu tán quảng thành tiếp tục giải thích Tào Ngụy như suy tư gì gật gật đầu, rút cuộc bò lên trên đỉnh núi, trên ngọn núi này có thần bí tràn vực, tu sĩ vô pháp phi hành, động thuật hiệu quả cũng đại suy giảm, còn không bằng đi bộ. Ao hãm bộ phận giống như một cái chén lớn, bên trong cỏ dại lan tràn, hình thù kỳ quái cây cối đem thổ địa che giấu, kia cổ thần bí hơi thở, liền ở ao hãm chỗ sâu nhất, nơi đó bị thật lớn rừng cây che đậy, Tào Ngụy thả người nhảy nhảy vào trong đó, hướng tới chỗ sâu nhất đi đến. Đường xá trung có hoa quả hương khí từ phía trước bay tới. Tào Ngụy dùng linh lực đem này ngăn cách, càng thêm thâm nhập. Nhưng ở một ít cổ thụ hệ rễ, ngẫu nhiên truyền đến tất tất toái toái thanh âm, một ít thổ nhưỡng đều ở hơi hơi mất máy, nhưng này hết thảy phát sinh quá mức ngắn ngủi, Tào Ngụy cũng không có chú ý tới. Ở trọc chân núi, mấy trăm danh tu sĩ nhìn chằm chằm nhảy vào lõm hố Tào Ngụy lộ ra âm lãnh tươi cười, bọn họ ở tiến vào tiên cổ trước tiên liền lựa chọn tụ tập ở bên nhau, tìm kiếm tu luyện tài nguyên cố nhiên quan trọng, nhưng trước đó muốn trước đem Tào Ngụy giải quyết rớt. Lưu năm người bảo vệ cho chân núi, còn lại người cùng ta cùng nhau lên núi. Hàng tề khẽ quát một tiếng, lấy vân thâm tiên phủ cầm đầu thượng trăm tên đệ tử tức khắc nhảy vào trọc sơn, cắt gao đi theo tàu ngụy phía sau. Ở ao hãm cự hố trước, hàng tề lưu lại hơn 10 người canh giữ ở bên ngoài, còn lại 90 nhiều nhân ngư quán mà nhập, vọt vào lõm hố. Cùng thời gian, tàu ngụy nhíu mày, này nhóm người thật muốn trí hắn vào chỗ chết, một khi đã như vậy không có gì để nói, trước đưa bọn họ giải quyết. Nhưng vào lúc này, Quảng Thành đột nhiên thở nhẹ một tiếng, kêu lên, đại nhân, chân linh quả. Tào Ngụy nhìn chăm chú nhìn lại, ở chính phía trước cách đó không xa mấy viên cổ thụ trung gian, một viên một người cao toàn thân phấn hồng cây non tản ra từng trận quang huy, mà ở tán cây thượng, một viên nắm tay lớn nhỏ hồng nhạt trái cây phát ra mê người hương khí, toàn bộ lõm hố hương khí đều nơi phát ra với này viên trái cây. Chân linh quả, thần cấp hoa quả, là một loại cực kỳ hiếm thấy có thể trực tiếp lớn mạnh tu sĩ hồn lực thiên tài địa bảo, thành thục chân linh quả liền tính là thiên thần đều mơ ước không thôi, bởi vì chân linh quả đối thiên thần tác dụng cũng dị thường rõ ràng. Thứ tốt, ta liền không khách khí. Tào Ngụy hai mắt sáng lên, hắn biết rõ thần hồn đối một cái tu sĩ quan trọng trình độ, một chút đều không thua gì thân thể cảnh giới. Nhưng mà liền ở Tào Ngụy duỗi tay trích hướng chân linh quả khi, một đạo sắc bén túc sát chi khí từ sau đầu đánh úp lại, Tào Ngụy thả người tránh thoát, một thanh đoạn nhận vừa lúc cắm ở nơi đó. Một cái phá đạo tràng truyền nhân cũng dám nhúng chàm tiên cổ cơ duyên, thật là không biết sống chết. Hàng tề ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Tào Ngụy, hai mắt tản ra hưng phấn ánh sáng, không ngừng là bởi vì Trấn Hà Tôn hứa hẹn còn có chân linh quả có thể trực tiếp lớn mạnh thần hồn thần quả a bình thường tu sĩ hồn lực cũng chỉ có thể theo mỗi lần tiếng dai mới có thể đến đã tăng lên càng đừng nói là tu luyện hiện giờ gặp được chân linh quả hàng tề hưng phấn trái tim đều mau nhảy ra ngoài dùng ăn chân linh quả sau ta liền có bảy thành nắm chắc đánh sâu vào tam tài cảnh đến lúc đó đối địch người nọ khi lại có thể gia tăng vài phần phần thắng hàng tề âm thầm suy nghĩ đồng thời cũng cảm nhận được còn lại đệ tử lửa nóng ánh mắt hắn trầm ngâm đến chư vị trước chém giết tào ngụy chân linh quả các bằng bản lĩnh cướp đoạt. Còn lại đệ tử gật gật đầu, không để ý đến chân linh quả, bay thẳng đến tàu ngụy trấn sát mà đi, độn một cảnh tu sĩ đứng mũi chịu sào, khủng bố linh lực đang chéo, cơ hồ muốn nổ tung khu vực này, cùng lúc đó, chân linh cây ăn quả thế nhưng tự hành dâng lên một đạo cái trắng, tự mình bảo hộ lên. Mọi người không cấm đáy lòng mừng thầm, quả nhiên là thần quả. Đồng thời, đầy trời sát phạt đại thuật đánh úp lại, cơ hồ tỏa định tàu ngụy sở hữu đường lui, không thể nào tránh né, hàng tề mắt thấy sắp đắc thủ càng là hưng phấn không thôi, hắn đầu tàu gương mẫu, vô số đoạn nhận ở này quanh thân xoay tròn, cắt không khí hướng tới tàu ngụy chém giết mà đi. Đây là sống chết trước mắt, mấy chục danh độ một chính là hơn nửa một chúng thiên nguyên cảnh hợp lực một kích, đây là thực khủng bố sự, tàu ngụy tự nhiên sẽ không ngốc đến đón đỡ. Hắn thả người nhảy, ở nhảy vào không trung một cái chớp mắt thân hình quỷ dị biến mất, sở hữu công kích thất bại, tạp phiên chân linh quả chung quanh vài cộng cổ thụ, nhưng chân linh cây ăn quả may mà không việc gì. Liền ở hàng tề đám người đáy lòng kinh dị, cảnh giác vạn phần khi, phía sau trong đám người bỗng nhiên bùng nổ khủng bố kiếm khí, vô số thiên nguyên cảnh tu sĩ kêu thảm thiết một tiếng, liền phơi thay trời cao, thần hồn đều bị chém giết. Tào Ngụy, đừng vội quát tháo. Trong đám người một người độ một tu sĩ cao quát một tiếng, nhưng hắn không phản ứng lại đây đã bị một thanh lợi kiếm ngăn cách ít hầu, đầu rớt đi xuống. Hàng tề vô pháp quả định Tào Ngụy, lại nhìn mắt cách đó không xa chân linh quả, lập tức cắn chặt răng, trực tiếp vọt qua đi. Cùng lúc đó mặt khác một nhà tiên môn đệ tử nháy mắt phản ứng lại đây, trực tiếp ngăn lại hàng tề ngươi làm cái gì? Hàng tề cả giận nói, lại không thu hạ chân linh quả ngươi không sợ bị tàu ngụy cướp đi. Sợ cái gì? Nhiều người như vậy ở, tàu ngụy còn có thể bay không thành. Người nọ khinh thường nói, ngươi nên sẽ không cho chúng ta mượn ra tay kém khích đem chân linh quả chiếm làm của riêng đi. Ngươi! Hàng tề giận không thể ác, nhưng hiện giờ chỉ có thể trước bắt lấy tàu ngụy. Nhưng vào lúc này, phía sau đám người đột nhiên truyền đến kêu sợ hãi. Hàng tề, ngô phong, chân linh quả hàng tề hai người vội vàng xoay người lại dạy ra nhìn đến dựa vào cây ăn quả hạ mồm to nhấm nuốt chân linh quả tào ngụy lúc này chân linh quả sớm đã hơn phân nửa xuống bụng tào ngụy kinh ngạc nói này quả tử thật có thể chắc bụng quái thay tào ngụy hàng tề tức sùi bọt mép bị người giáp mặt đoạt được thần quả còn bị ăn hơn phân nửa này như thế nào có thể nhẫn ai không biết dùng ăn chân linh quả muốn phối hợp một ít thần dược hiệu quả càng tốt nào có tào ngụy như vậy phí phạm của trời tào ngụy chọc đến nhiều người tức giận mọi người liều mạng oanh sát mà đi, muốn đoạt lấy tàu ngụy trong tay một nửa kia trái cây. Nhưng mà nhưng vào lúc này, đại địa đột nhiên một trận rung rẩy, theo sau là rậm rạp chấn động thanh, mọi người kinh hãi quay đầu lại, lại nhìn đến nơi xa cuốn lên bụi đất, một đám toàn thân thổ hoàng sắc con kiến cấp tốc bò tới. Chương 684, Vệ Thần Kiến Đám kia con kiến cuốn lên bụi đất, màu đỏ tươi hai mắt nhiếp nhân tâm phách, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vệ Thần Kiến Thứ này không phải tuyệt tích sao? Hàng tề thần sắc đại biến, kinh hải ra tiếng một chúng tu sĩ các sợ hãi không thôi vệ thần kiến làm quần cư thần cấp yêu thú ở cổ đại có thể nói là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật bởi vì liền tính là thiên thần một khi rơi vào vệ thần kiến sao huyệt đều khả năng thi cốt vô tồn tuy rằng mỗi một con vệ thần kiến chỉ có thiên nguyên cảnh nhưng nhóm người này phát sát mà đến chính là thiên thần cũng đến sợ hãi đại nhân vệ thần kiến có thể trực tiếp xé nát thần cảnh tu sĩ linh lực vòng bảo hộ không thể địch lại được quản thành ra tiếng cảnh kỳ tào ngụy âm thầm gật đầu cuối cùng nuốt vào nửa viên chân linh quả, theo sau nhanh chóng trốn vào không gian hắc động, hướng tới lõm hố ngoại mà đi. Chân linh quả hơi thở đột nhiên biến mất, này đàn vệ thần kiếm đột nhiên bạo tẩu, che trời lấp đất hướng tới tiên môn đệ tử phát sát mà đi, hàng tề đám người sắc mặt đại biến, mọi người thi triển thủ đoạn muốn ngăn trở, nhưng vệ thần kiếm hàm răng phản phất tiên kim, thế nhưng có thể xé rách linh lực thất luyện. Đây là đại nguy cơ, tất cả mọi người khả năng trở thành vệ thần kiếm trong bụng chi thực. Hiển nhiên, vệ thần kiếm trấn thủ chân linh quả hiện giờ chân linh quả bị tào ngụy cắn nuốt đã là lệnh chúng nó bạo tẩu đáng giận tào ngụy hôm nay ta nếu thoát vây ta phải giết ngươi hàng tề gầm lên ra tiếng quanh thân đoạn nhận cấp tốc bay múa không ngừng chém xuống phát sát mà đến vệ thần kiếm nhưng kia số lượng thật sự là quá nhiều căn bản sát chi bất tận lỏng hố nội lâm vào huyết chiến thực mau liền có huyết quang phóng lên cao nhưng thực mau đã bị cắn nuốt không còn một mảnh có không ít tu sĩ bị bức tự bạo thân thể mới miễn cưỡng đến đã chạy thoát a à, hàng tề giận không thể ác nhìn không ngừng phát sát mà đến cảm thực chính mình thân thể vệ thần kiến tuyệt vọng không thôi hắn linh hải sáng lên nóng cháy cực nóng cùng hỗn loạn hơi thở làm chung quanh tu sĩ các cách hắn đi xa tất cả mọi người kinh hãi nhìn hàng tề hắn muốn tự bạo oanh toàn bộ trọc sơn đều phản phất chấn động lên vô số cổ thụ bị nổ mạnh gió lốc bình định một ít trốn tránh không kịp thiên nguyên tu sĩ càng là rơi xuống cái thi cốt vô tồn kết cục hàng tề tự bạo thân thể sáng lập ra một cái thông đạo nương cơ hội này hắn thần hồn xa độn mà đi cuối cùng là thoát đi đi ra ngoài. Tào Ngụy, ta phải giết ngươi. Hàng tề hai mắt quán độc, trốn vào núi rừng ngủ đông lên. Trọc Sơn đột nhiên bùng nổ huyết khí làm canh giữ ở bên ngoài tu sĩ một đám khiếp sợ không thôi, có người vừa định đi vào lại thấy được thần hồn trạng thái hàng tề, lúc này mới nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, trời xa này tòa nguy hiểm Trọc Sơn. Hơn một canh giờ sau, ngọn núi này rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, trong khoảng thời gian này đối với này phê tiên môn đệ tử có thể nói là hủy diệt tính đã kích, cơ hồ có chính thành tu sĩ tán thân kiến bụng, chỉ có hàng tề không đến 10 tên độ một đỉnh tu sĩ dùng tự bạo thân thể phương thức chạy thoát đi ra ngoài, nhưng vẫn là nguyên khí đại thương. Tàu Ngụy đứng ở dưới chân núi sờ soạn cầm, trong mắt lập lòe kỳ dị sáng rọi. Này phệ thần kiến thực lực kinh người, thế nhưng có thể tại như vậy trong thời gian ngắn giết 100 nhiều danh thần cảnh tu sĩ thi cốt vô tồn, xem ra có thể lợi dụng một phen. Tàu Ngụy nghĩ đến hiện giờ đạo tràng trở thành bách gia tiên môn cái đinh trong mắt, cảm thấy biện pháp này là được không? Vừa lúc ở vệ thần kiến đại phát thần uy trong khoảng thời gian này, Tào Ngụy đã hoàn toàn hấp thu chân linh quả lực lượng, hắn hồn lực lần nữa đến đã tăng lên, hiện giờ tính lên Tào Ngụy linh hồn cảnh giới đã bước vào giới tử cảnh. Giống nhau chỉ có thiên thần mới có thể có được giới tử cảnh thần hồn, Tào Ngụy nghiễm nhiên thành một cái dị số. Tuy rằng không xác định thần pháp tự nhiên có thể hay không cùng vệ thần kiếm thành lập khế ước, nhưng Tào Ngụy cảm thấy vẫn là có thể đi nếm thử một chút, đây chính là một cái tuyệt cường chiến lực, không thể buông tha. Theo không gian hắc động, Tào Ngụy sờ đến chân linh cây ăn quả nơi ở, lúc này này cây chung quanh nơi nơi phủ phục thổ hoàng sắc vệ hồn thú một đầu bối sinh mỏng cánh toàn thân thiên hồng đại hình vệ thần kiến ghé vào chân linh cây ăn quả trước một đôi màu đỏ tươi con ngươi tản ra nhíp người ánh sáng đây là kiến hậu tào ngụy chậm rãi sờ đến kiến hậu chính phía trước theo sau duỗi tay dò ra không gian hắc động linh lực bàn tay to gắt cao kìm kiến hậu đem này xả vào không gian hắc động kiến hậu đột nhiên biến mất còn lại vệ thần kiến đột nhiên sao động bất an khắp nơi tìm kiếm không gian hắc động nội kiến hậu cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh một vòng nhỏ đến khó phát hiện màu đỏ huyết khí bao vây ở nó quanh thân chung quanh một mảnh hắc ám nó cũng chưa biện pháp phát hiện tàu ngụy nhưng vào lúc này một đạo thật lớn hồn lực trấn áp mà đến màu đỏ quang mang chiếu sáng hắc ám một góc trực tiếp vọc vào vệ thần kiến đầu xích mang hóa thành xiềng xích trực tiếp khóa lại vệ thần kiến linh hồn cùng lúc đó tàu ngụy phóng thích phạn ma cửu long ấn đem kiến hậu linh hồn hoàn toàn phong ấn lên kiến hậu cũng bất quá độ một tu vi hiện giờ bị tàu ngụy đột nhiên tập kích nháy mắt bị trị phục nhưng là Tào Ngụy thực mau phát hiện quỷ dị một màn. Động một thần cảnh yêu thú, thế nhưng không có ra đời linh trí. Kiến hậu linh hồn trung tràn ngập thị huyết sát ý, cùng hoang dã giả, giả thú căn bản không có khác nhau. Thần pháp tự nhiên. Tào Ngụy híp lại hai mắt, vô hình tinh thần dao động dũng mãnh vào kiến hậu trong ốc, nó màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên dại ra xuống dưới, Tào Ngụy trong lòng vui vẻ, linh hồn cảnh giới tuyệt đối nghiền áp làm thần pháp tự nhiên hiệu quả rất là lộ rõ, này kiến hậu tuy rằng không có linh trí, lại vẫn là thần phục xuống dưới một đạo thuộc về kiến hậu vi diệu liên hệ nảy lên tào ngụy trong lòng tào ngụy không cấm một chỉnh này kiến hậu rốt cuộc tồn tại nhiều ít năm tháng nó ký ức một mảnh loan lỗ tào ngụy thậm chí ở một ít hỗn loạn ký ức mảnh nhỏ nhìn thấy quá tu sĩ bóng dáng này không thể nghi ngờ là kinh người đồng thời tào ngụy cũng thở dài một tiếng có lẽ chính là bởi vì sống lâu lắm kiến hậu mới bị lạc đi triệu tập tộc nhân của ngươi đi theo ta tào ngụy linh thức đảo qua kiến hậu mê mang gật gật đầu nó không biết tào ngụy là ai nhưng tiềm thức trung có nói thanh âm nói cho nó muốn nghe người thanh niên này nói, không cần bất luận cái gì lý do, liền tính hắn làm chính mình chết, cũng không thể cự tuyệt. Tào Ngụy đem kiến hậu thả ra không gian hắc động, còn lại vệ thần kiến tức khắc xông tới, tuy rằng không nói nên lời, lại cũng có chúng nó chính mình câu thông phương thức. Theo sau Tào Ngụy đi ra, một đoàn vệ thần kiến ước chừng thượng vạn chỉ đều mê mang nhìn Tào Ngụy, lại không có phát động công kích. Tào Ngụy lấy ra sao trời tháp, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem bọn họ bỏ vào tinh thần giới. Bởi vì ở sao trời tháp tầng thứ sáu, sinh tồn hơn một ngàn đầu yên triệu chi sâm yêu thú tào ngụy lo lắng hai người phát sinh xung đột chỉ có thể tách ra ở kiến hậu dẫn dắt hạ sở hữu vệ thần kiến một cái không rơi tiếng vào tinh thần giới theo sau đi theo kiến hậu yên lặng đi xuống tào ngụy lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhanh chóng rời đi trọc sơn nhưng là tào ngụy vẫn khí sát không tốt hắn mới vừa đi ra khu rừng này không bao lâu liền vào nhầm một mảnh khe cũng không phải tào ngụy chuyên môn vọt vào đi mà là đi tới đi tới liền không thể hiểu được đi tới trong sơn cốc chương 685, tịnh cốc. Hẳn là bị nào đó trận pháp truyền tống lại đây, này tiên cổ thật đúng là quỷ dị. Tào Ngụy sờ soạn cầm khắp nơi đánh giá, này sơn cốc khắp nơi mờ mịt tráng màu, rất là kỳ dị, kỳ trân dị thảo không ở số ít, nhưng ở Tào Ngụy linh thức cảm giác phạm vi trung cũng không có phát hiện một con yêu thú. Một chỗ không có yêu thú bảo hộ địa phương, sẽ có cơ duyên tạo hóa sao? Tào Ngụy phải rời khỏi nơi này phải tìm được cùng loại với trận pháp linh tinh đồ vật, bởi vì chính mình cũng là vào nhầm, tuy rằng cho rằng sơn cốc không có thứ tốt, nhưng tào ngụy vẫn là khắp nơi tìm tòi lên tiên cổ nơi nào đó ở một chỗ cổ xưa trận pháp ngoại văn thanh cùng giao trì thánh địa mặt khác vài tên nữ tử nhìn chằm chằm trận pháp lộ ra dị sắc một nữ tử kinh dị một tiếng nói là thánh chủ công đạo chúng ta nơi đó chỉ là này trận pháp có điểm khó giải quyết đại gia cẩn thận một chút văn thanh đám người sóng vai đi vào tất cả mọi người bị trận pháp vây quanh trong hư không nơi nơi đều là tàn phá trận văn mờ mịt yên hà ánh sáng rất là thần dị nhưng vào lúc này một nữ tử thở nhẹ một tiếng trật thân thể mềm mại cứng đờ, trung giọng nói, sư tỷ, ta giống như dẫm đến thứ gì. Văn Thanh nghe vậy nhìn lại, nhíu mày nói, ngươi trước đừng cử động. Nhưng mà Văn Thanh vừa dứt lời, nàng kia liền hét lên một tiếng, bởi vì vẫn luôn mất máy thịt trùng không biết từ chỗ nào chui ra tới, bò ở nữ tử chân lõa chỗ. Nàng cả người đều nổi da gà, nhịn không được nâng lên bàn chân. Cũng chính là ở cùng thời gian, trong hư không trận văn đột nhiên sáng lên, khoảng cách Văn Thanh gần nhất trong hư không đột nhiên sáng lên quần sáng, Văn Thanh nháy mắt biến mất còn lại vài tên nữ tử sắc mặt đại biến bị thịt trùng dọa đến nữ tử càng là sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói sư tỷ ta ta hại sư tỷ bên kia tuyệt tình tiên phủ trung một nữ tử lặng lẽ rời đi đội ngũ nàng nhìn chằm chằm trong tay cổ xưa hồ sơ hướng tới nơi nào đó đi đến thực mau liền tới tới rồi một sơn cốc trước toàn bộ sơn cốc đều mờ mịt vô biên ráng màu ở lối vào một tòa cổ xưa trận pháp liền phải suy bại là nơi này không sai đoạn trần nhẹ nhàng một hơi một đôi tay ngọc linh hoạt đánh ra mấy đạo cổ ấn sôi nổi dung nhập này tòa tàn khuyết trận pháp trung, nàng một đôi mắt đẹp nhẹ chớp, ở trận pháp lộ ra một cái chỗ hổng sau nháy mắt chui đi vào. Mà ở đoạn trần vừa mới tiến vào không bao lâu, lại có mấy phê tu sĩ đi tới nơi này, cơ hồ mỗi cái tiên môn đệ tử trong tay đều cầm cổ xưa hồ sơ, bọn họ không ngừng xác nhận, lúc này mới gật gật đầu. Tiên cổ lớn nhất tạo hóa chi nhất thật đúng là bị chúng ta gặp được. Một người nam tử mở miệng, nhìn phía sau một chúng tu sĩ liếc mắt một cái, nói, trước nói rõ ràng, năng giả ưu tiên, Tịnh hồn tuyền cũng đủ chúng ta sử dụng, không cần nội loạn. Nói tới đây hắn đột nhiên lắc đầu cười, ngữ điệu âm dương quái khí nói, dù sao Vân Thâm Tiên phủ đám kia người không ở, ta cũng không lo lắng cái này, chuẩn bị phá trận. Còn lại đệ tử đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nở nụ cười, cùng nam tử hợp lực kết ấn, đánh ra cổ ấn thế nhưng cùng đoạn Trần giống nhau như đúc. Một chúng tu sĩ đi vào trận pháp, thân ảnh biến mất không thấy, nhưng vào lúc này, hàng tề cùng mặt khác vài đạo chỉ có thần hồn tu sĩ đều cấp tốc vọt đi vào. Tào Ngụy lang thang không có mục tiêu khắp nơi du tẩu, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, liền ở Tào Ngụy hoài nghi chính mình vào nhầm ảo cảnh, tưởng lấy sức trâu phá trận khi, phía trước cách đó không xa hư không đột nhiên một trận vạn vẹo, có yên hà ánh sáng sáng lên, theo sau xuất hiện một đạo màu tím bóng người. Yên hà tan đi, bóng người lộ ra chân dung, tím xa khẽ che, thật là văn thanh. Tào Ngụy không khỏi trong lòng vui vẻ, bước nhanh đi lên trước, cười nói, đã lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Văn Thanh ngẩn ra, nhìn tào ngụy gương mặt lại có một loại quen thuộc cảm tuy rằng nàng sư phó luôn mãi báo cho nói hồng trần đạo tràng không một cái người tốt nhưng văn thanh tổng cảm thấy trước mặt người này đối chính mình quá vãng có lẽ biết được thật nhiều ngươi nhận được ta một câu làm tào ngụy tươi cười nháy mắt dằn co xuống dưới hắn nhíu mày nhìn văn thanh lại đột nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới đi vào bắc hoang khi trọng thương cảnh tượng không khỏi thở dài một tiếng cường đại như hắn đều suýt nữa ở không gian loạn lưu trung toi mạng văn thanh có thể tồn tại liền không tồi có lẽ lúc trước không gian loạn lưu thổi quét trung chuyển văn thanh linh hồn, làm nàng đánh mất dĩ vãng ký ức. Có lẽ này cũng coi như là chuyện tốt đi. Trước cuộc trung trời hải thành đã không có, văn Hàn cũng tán thân ở kia tràn náo động bên trong, cùng với nhớ tới lúc trước ác thống khổ hồi ức, mất trí nhớ có lẽ mới là tốt nhất kết quả. Không có việc gì, nhận sai người. Tào Ngụy cười khẽ, che giấu rớt trong lòng mất mát cùng tiếc nuối. Cố nhân gặp nhau không quen biết, đích xác không quá dễ chịu. Đúng không? Văn Thanh nói nhỏ một tiếng, tổng cảm thấy Tào Ngụy có chuyện gì gạt nàng nàng người này vốn dĩ chính là cái này tính cách từ trước đến nay không mừng cùng người giao lưu ở bị nàng sư phó mang tiếng giao trì thánh địa thẳng đến trở thành thánh nữ văn thanh từ đầu đến cuối đều đối những người khác vẫn duy trì một khoảng cách nhưng trước mặt cái này nam tử lại làm nàng đánh đáy lòng tưởng tiếp cận này rất kỳ quái văn thanh căn bản sinh không ra kháng cự cảm giác thật giống như lý nên như thế giống nhau đúng rồi ta kêu tào ngụy ân hồng trần đạo tràng truyền nhân tào ngụy quét tới trong đầu suy nghĩ một lần nữa tự giới thiệu một phen ta biết các ngươi đạo tràng thanh danh rất đại nha. Lời này vừa nói ra Văn Thanh liền cảm giác có chút không đúng, nàng rõ ràng là lần đầu tiên cùng Tào Ngụy nói chuyện, vì cái gì như thế vô câu thúc. Khụ khụ, đó là. Tào Ngụy xấu hổ cười, chợt hỏi, ngươi cũng là vào nhầm nơi này. Văn Thanh ngẩng đầu chăm chú nhìn một vòng, chợt nhíu mày, nơi này cảnh tượng như thế nào cùng thánh địa sách cổ ghi lại một chỗ bí địa như thế tương tự. Ta là bị một tòa trận pháp mang tiếng vào, bất quá nơi này hình như là tịnh cốc, Văn Thanh không xác định nói. Tịnh cốc, đó là địa phương nào? Tào Ngụy đối tiên cổ có thể nói là hai bàn tay trắng, Hồng Trần căn bản liền không nói cho hắn tiên cổ sự. Sách cổ ghi lại trung tiên cổ trung có được mấy chỗ khó gặp thánh địa, thuộc về tốt nhất cơ duyên tạo hóa, Tịnh Cốc chính là một trong số đó, nghe đồn Tịnh Cốc cuối có một quân thanh tuyền, danh Tịnh hồn Tuyền, bị nước suối ngâm ba ngày có thể tẩy tẩn linh hồn áp chế, có thể tuyệt đại trình độ đề cao tu sĩ thiên phú, đồng thời cũng có thể tăng cường hồn lực. Văn Thanh giới thiệu nói. Tào Ngụy kinh ngạc không thôi, chợt mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, như thế nào chính mình tìm được cơ duyên tạo hóa đều là về linh hồn, ông trời như vậy chiếu cố chính mình. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Văn Thanh mở miệng mời, Tào Ngụy không cấm đáy lòng thầm than, vô luận là ở Cửu Châu vẫn là thượng giới, Văn Thanh hẳn là vẫn luôn là băng thanh ngọc khiết không dao động tính cách, nhưng đối chính mình, Văn Thanh vẫn luôn đều không bố trí phòng vệ, chẳng sợ mất trí nhớ, trong xương cốt cảm giác đều không có thay đổi. Đối này Tào Ngụy chỉ phải thở dài, hắn đi theo Văn Thanh hướng tới tỉnh cốc cuối mà đi, hai người thân ảnh dần dần biến mất ở yên hà bên trong. Thực mau, yên hà ánh sáng càng thêm nùng liệt, toàn bộ con đường đều bị ráng màu che đậy, ở văn thanh dẫn dắt, hai người rốt cuộc đi tới cuối. Chương 686, suối nước nóng. Tịnh cốc cuối, đẹp như tiên cảnh, xanh um tươi tốt rừng cây hoành ở phía trước, chặn sở hữu tầm mắt, tán cây thượng nở khắp hồng nhạt đóa hoa, mùi hương sông vào mũi, rồi lại hình thành một loại thần dị tràn vực, ngăn cách tu sĩ linh thức, lệnh người vô pháp nhìn trộm bên trong. Văn Thanh hai mắt trong suốt sáng trong, kinh hỉ nói, thật là tịnh cốc, rừng cây mặt sau chính là tịnh hồn tuyền một khi đã như vậy vậy chạy nhanh vào đi thôi. Tào Ngụy sải bước hướng phía trước đi đến, Văn Thanh vội vàng bắt lấy Tào Ngụy, vội vàng nói, không thể sốt ruột, khu rừng này chính là một tòa ảo trận, một khi bị lạc liền vĩnh viễn đi không ra. Văn Thanh sau khi nói xong sắc mặt đỏ lên, buông lỏng ra Tào Ngụy bàn tay, khuôn mặt thẹn thùng, đường đường giao trì thánh nữ, người ngoài trong mắt băng sơn mỹ nhân lúc này lại có chút không biết làm sao. Ngươi tưởng đi vào nói, ta liền mang ngươi đi vào. Tào Ngụy cười khẽ, lôi kéo Văn Thanh tay ngọc một bước bước ra trực tiếp trốn vào không gian hắc động, nơi này hắc ám cùng tĩnh mịch làm văn thanh hai tròng mắt run rẩy, chỉ là, vì sao như vậy quen thuộc, thật giống như chính mình đã từng ở chỗ này đã quá giống nhau. Trong ốc một trận đau đớn, văn thanh xoa xoa cái trán, mặt danh than nhẹ một tiếng. Thực mau, Tào Ngụy liền xuyên qua khu rừng này, mang theo văn thanh đi ra không gian hắc động. Lọc vào trong tầm mắt có thể đạt được, là một cung hồng nhạc thanh tuyền, hồng nhạc cánh hoa phiêu phù ở nước suối thượng, này một hồ tuyền bất quá trượng hứa, ở chung quanh thế nhưng sinh trưởng ba viên thần bí cổ thụ, trên cây sinh trưởng hồng nhạc đóa hoa, hoa tâm triều hạ, đối diện nước suối, khi thì sẽ có chất lỏng nhỏ giọt. Tịnh hồng tuyền, thế nhưng là như vậy ngọn nguồn. Văn Thanh vẻ mặt vui sướng nhìn này đẹp như tiên cảnh bức họa cuộn tròn, tràn ngập hương khí nước suối cùng hồng nhạc hoa thụ, tràn ngập thiếu nữ hơi thở. Có phải hay không ngâm một chút liền có thể gột rửa linh hồn tạp chí? Tào Ngụy một bên nói một bên hướng tới nước suối đi đến, lại đột nhiên phát hiện một mặt cổ xưa tấm bia đá, liền cắm ở ao bên cạnh thổ nhưỡng trung. Tào Ngụy nhìn chăm chú nhìn lại, thách tự là cổ sư tự, lại lưu chuyển đạo tắc, thiên hạ vạn đạo trăm sông đổ về một biển, tào ngụy thế nhưng cũng nhận được. Tịnh hồn thần tuyền, thần thánh nơi, tẩy đi tội nghiệp, hư này dơ bẩn, cởi y phóng nhưng vào nước, đắm chìm ba ngày, nhưng công thành. Tào ngụy sắc mặt cổ quái, chỉ vào tấm bia đá nói, này mặt trên nói là muốn cởi quần áo. Văn thanh sắc mặt đỏ lên, lại là gật gật đầu, nói, từ xưa đến nay đều có cái này cách nói, cũng có người không tin tà ăn mặc quần áo nhảy xuống. Kết quả phát hiện cùng bình thường nước suối giống nhau như đúc, nhưng cởi ra quần áo sau nước suối lại có tác dụng, tuy rằng không biết duyên cớ, nhưng đích xác có cái này cách nói. Tào Ngụy như suy tư gì gật gật đầu, nói, vậy ngươi đi phao tuyền, ta ở chỗ này hộ pháp. Yên tâm, đại trưởng phu hành đang ngồi thẳng, ta sẽ không nhìn lén. Tào Ngụy bảo đảm nói. Văn Thanh rối rắm không thôi, nhưng này liên quan đến tự thân, nếu có thể tăng lên tiềm lực, đừng nói nàng chính mình, ngay cả toàn bộ giao trì thánh địa đều khả năng tăng lên địa vị, việc này rất trọng đại, hiện tại không phải tưởng những cái đó sự thời điểm đa tạ. Văn Thanh nhìn Tào Ngụy bóng dáng thở dài một tiếng, chợt chậm rãi rút đi quần áo, lả lướt dáng người tẩn hiện, lộ mỏng bay xuống, lộ ra kinh người tiên dung. Vào nước tiếng vang lên, Tào Ngụy lắc lắc đầu, không biết vì sao đột nhiên ngửi được một cổ hương thơm chẳng lẽ là Văn Thanh mùi thơm của cơ thể. Thời gian lặng yên rồi biến mất, trong nháy mắt đã qua đi một ngày, ở ngày hôm sau buổi trưa là lúc, Tào Ngụy bỗng nhiên mở hai mắt, thân hình vừa động, trực tiếp đi vào rừng cây nhỏ. Hắn đãi ở không gian hắc động nhìn một chúng tu sĩ ở trong rừng rậm khắp nơi xông loạn, rất nhiều người đều bị lạc, vòng đi vòng lại tại chỗ xoay quanh, nhưng cũng có như vậy mấy người tự hồ sờ đến môn đạo, thế nhưng đang không ngừng tới gần tịnh hồn tuyền. Này không thể được. Tào Ngụy sờ sờ cầm, quyết định ra tay cấp những người này gia tăng một ít khó khăn. Hắn nhìn chầm chầm vài tên độ một cảnh nam tử lộ ra tươi cười, tâm niệm vừa động trực tiếp ở kia mấy người phía trước lại bày ra số tòa vây trận, đồng thời đem đại mộng hư cảnh dung hợp trong đó, trong nháy mắt, kia cái này sắc mặt khẽ biến, ở không hề phát hiện thời điểm cũng đã từ rừng rậm ảo cảnh, đi vào tới rồi tào ngụy tinh thần khốn cảnh bên trong nhưng thực chất thượng bọn họ là từ ảo cảnh tiến vào tới rồi một cái khác ảo cảnh bản chất tới giảm, chính là hãm đến càng sâu làm xong này hết thảy sau tào ngụy vẫn chưa rời đi mà là khắp nơi đánh giá để ngừa ngăn một ít người ngoài ý muốn phá trận nhưng mà hiển nhiên đây là phí công ba ngày thời gian thực mau đi qua những người đó vẫn như cũ cùng rùi nhặn không đầu giống nhau khắp nơi loạn đâm không có đầu mối tính tính thời gian văn thanh cũng nên phao xong rồi ta cũng là thời điểm hạ phao suối nước nóng Tào Ngụy xoay người trở về, việc này Văn Thanh sớm đã mặc hảo ngồi xếp bằng ở bên cạnh ao, ba ngày không thấy, nàng cả người đều có vẻ linh động rất nhiều, khí chất phản phất cũng thay đổi. Tới phi ngươi, này ba ngày đa tạ quan tâm, lần này đến lượt ta tới hộ pháp. Văn Thanh chủ động rời xa, đưa lưng về phía nước suối. Tào Ngụy cũng không dám vẻ kịch cẩm, trực tiếp ăn xài phung phí cởi cái quan, sau đó lấy một cái hoàng mỹ nhảy cầu động tác rơi vào tuyền trung, khơi dậy vô số bọc nước. Thật là có hiệu. Tào Ngụy kinh hỉ không thôi, nước suối trung tự hồ có thần bí lực lượng xuyên thấu qua làn da thẳng vào linh đài bao vây lấy nguyên anh phải tiến hành lột xác cái này quá trình lại thông thả vô cùng tào ngụy nguyên anh tự hồ đã thuần tình tới rồi cực hạn căn bản không có loại trừ tạp chí vừa nói nhưng kia thông thả tăng trưởng hồn lực vẫn như cũ làm tào ngụy vui sướng không thôi tuy rằng tăng trưởng quá chậm lại cũng có chút ít còn hơn không nhưng mà liền ở tào ngụy đắm chìm trong đó khi một người thanh y nữ tử đột nhiên từ trong rừng lao ra nàng vẽ mặt kinh ngạc nhìn văn thanh cùng ngâm mình ở trong nước tào ngụy giao trì thánh nữ hồng trần đạo tràng truyền nhân đoạn trần nhíu mày nhìn tấm bia đá cùng ao bên hắc y tức khắc do dự không thôi nhưng thực mau nàng phản phất hạ quyết tâm giống nhau cắn răng đi tới bên cạnh ao theo sau bắt đầu thoát y đoạn trần ngươi đây là văn thanh tự hồ nhận được đoạn trần nhìn lộ ra tảng lớn cảnh xuân thân thể mềm mại tức khắc sắc mặt đỏ bừng đồng thời thế nhưng có chút sốt ruột cái kia tào ngụy còn không có kết thúc có thể hay không văn thanh muốn ngăn lại sẽ không sự tình quan ta tu hành đại sự ai đều không thể ngăn cản ta, bên ngoài những người đó mau rời khỏi tới, ta không thể chậm trễ. Đoạn trần sắc mặt đạm nhiên, tùy ý liếc tàu ngụy lộ ra nước suối đầu, vừa mới nhấc chân, lại toàn thân rung lên, bởi vì nhưng vào lúc này, tàu ngụy mở mắt. Rất tốt phong cảnh nhất tuyến thiên A. Tàu ngụy cảm thán một tiếng, nhịn không được trên dưới đánh giá một phen, nhưng thực mau, tàu ngụy phát hiện tên này nữ tử, cũng không phải văn thanh. Ngươi đang xem ta đào đôi mắt của ngươi. Đoạn trần tức giận nhẹ mắng, nhanh chóng chui vào nước suối, Hồng nhạc nước suối thanh triệt thấy đấy, vẫn như cũ vô pháp che giấu nàng mạng diệu thân thể, Tào Ngụy nhìn về phía Văn Thanh, lại chỉ thấy nàng đáng thương hề hề bất đắc dĩ thần sắc. Trong ao một mảnh kiều diễm chi cảnh, nhưng Tào Ngụy lại vẫn như lão cẩu, chút nào chưa hành quá mức việc. Chương 687, cố nhân gặp nhau. Cách đó không xa, Văn Thanh nhìn treo ở bia đá thanh hắc hai sắc quần áo nói không nên lời khó chịu, lại nhìn chằm chằm nước suối trung hai cái đầu thật lâu thở dài một tiếng. Nàng nhìn tự hoa tâm không ngừng nhỏ giọt hồng nhạc chất lỏng đột nhiên thở dài một tiếng cắn răng thấp giọng lẩm bẩm, phía trước phao tuyền khi trong đầu hiện lên rất nhiều trước kia ký ức mảnh nhỏ, nói không chừng lại nhiều phao một hồi ta là có thể tìm về trước kia ký ức. Văn Thanh báo cho chính mình, chỉ là vì khôi phục ký ức mới tính toán lại phao một lần, thật sự chỉ là đơn thuần vì khôi phục ký ức, không có mặt khác tâm tư. Nàng cầm tú quyền, rút cuộc hạ quyết tâm, nhắm mắt lại cắn răng đi tới bên cạnh ao. Sớm đã nghe được động tỉnh Tào Ngụy cùng Đoạn Trần song song mở mắt, Tào Ngụy không cấm hai mắt tỏa ánh sáng, lại một lần thấy được rất cốt cảnh xuân. Tào ngụy nhịn không được ngâm thơ một đầu tán thưởng nói con bướm song phi uyên ương tắm rơi vào mãn trì tẩn hương thơm đồ vô sĩ đoạn trần nhẹ mắng một tiếng không hề để ý tới tào ngụy cái này đang đồ tử văn thanh chậm rãi tới gần tào ngụy sắc mặt mặt hồng hào thấp giọng nói nước suối có thể giúp ta khôi phục ký ức ta tưởng lại phao một hồi tào ngụy như suy tư gì gật gật đầu trong lúc lơ đãng lại thấy được không nên xem có thể bất quá ngươi ly ta hơi chút xa một chút tào ngụy nhắm mắt lại liều mạng muốn ném ra trong đầu mỹ lệ phong cảnh. Vì cái gì? Văn Thanh nghi hoặc, nàng cảm giác ở tàu ngụy bên người có loại quen thuộc cảm, tới gần một ít có lẽ có trợ với nàng khôi phục ký ức. Ta sợ ta cầm giữ không được, ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Tàu ngụy cắn chặt răng, dùng hết sức lực áp chế hạ bụng sao động bất an ngọn lửa. Văn Thanh không rõ nguyên do cúi đầu trầm tư, lại bỗng nhiên thoáng nhìn một kiện quái vật khổng lồ, nhìn không được hoảng hốt thét lên một tiếng, nháy mắt minh bạch tàu ngụy sở chỉ, lúc này mới chậm rãi động đậy thân thể, ly xa một ít. Tào Ngụy, ngươi không cần thật quá đáng. Văn Thanh ngươi lại đây. Đoạn Trần đối Tào Ngụy trợn mắt giận nhìn, cảm thấy là Tào Ngụy ở khi dễ Văn Thanh. Văn Thanh xấu hổ không thôi, vội vàng đi tới Đoạn Trần bên cạnh người. Thời gian chậm rãi mất đi, Tào Ngụy tỉnh thủ tâm đài, đưa lưng về phía hai người dần dần bình tĩnh xuống dưới, ở hấp thu tuyền trung linh khí trên đường, Tào Ngụy đem vẫn tin kiếm lấy ra tới, truyền âm nói, trong ao thủy có thể tinh lọc linh hồn, ngươi hẳn là dùng đến, yên tâm hấp thu. Quản Thành cảm kích không thôi, thông qua vẫn tinh kiếm hấp thu nổi lên kia cổ hơi thở. Mà Tào Ngụy lại chậm rãi nhíu mày, tuy rằng chính mình Nguyên Anh đã đạt tới cực hạn thuần tịnh, vô pháp lại tinh lọc, nhưng hồn lực tăng lên tốc độ thật sự là quá chậm. Đặc biệt là đối nước ao hấp thu lực, tuy rằng cường với mặt khác tu sĩ, lại cũng hình nếu quy bò. Xem ra đắc dụng mặt khác biện pháp. Tào Ngụy trầm tư, thực mau đột nhiên linh quang vừa hiện, mắt trái trung trào ra xích mang, theo linh đài mà thượng, đem toàn bộ Nguyên Anh đều bao vây lên. Đồng thời, xích mang hóa thành ba đạo lốc xoáy phân biệt xuất hiện ở nguyên anh khẩu mũi còn có hạ bụng chỗ một cổ thật lớn dẫn lực từ ba đạo lốc xoáy truyền đến nước ao đột nhiên hướng tới tàu ngụy cấp tốc dũng đi ngắn ngủng một tức hồ nước liền trầm xuống một đoạn ngươi làm cái gì nước ao đột nhiên trầm xuống hai đại mỹ nữ nháy mắt bại lộ ra núi tuyết đoạn trần giận mắng một tiếng tàu ngụy lúc này mới phục hồi tinh thần lại quay đầu cười nói ngượng ngùng sai lầm sai lầm văn thanh cả người đều đắm chìm ở hồn lực tăng lên khoái cảm bên trong nàng hoàn toàn không có phát giác chính mình đã bại lộ tào ngụy nhíu mày nhìn văn thanh liếc mắt một cái theo sau chậm lại hấp thu tốc độ văn thanh muốn tìm hồi mất đi ký ức ở trước kia tuy rằng nghi hoặc lại cũng không có cái loại này mãnh liệt xúc động từ gặp được tào ngụy lúc sau chuyện này phản phất thành khúc mắt nếu không có cách nào tìm về ký ức chỉ sợ đối văn thanh ngày sau tu luyện chi lộ rất là bất lợi nghĩ đến đây tào ngụy cũng liền bình thường trở lại không còn có hấp thu nước ao mà là chờ đợi cái gì ba ngày thời gian dây lắc lướt qua ngày này tào ngụy từ ngủ say trung bừng tỉnh lại vừa lúc nhìn đến tự trong ao đứng dậy đoạn trần ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở chiếu vào đoạn trần trên người tào ngụy nhịn không được xoa xoa đôi mắt bậc này cảnh đẹp nhưng không thường thấy a à. ngươi xem đủ rồi không đoạn trần lạnh lùng nhìn tào ngụy liếc mắt một cái nháy mắt phủ thêm thanh y nghênh ngang mà đi tào ngụy thở dài một tiếng lắc đầu nói không xem bạch không xem liền ở đoạn trần vừa mới rời đi không lâu trong ao văn thanh đột nhiên thống khổ hừ nhẹ một tiếng nàng đôi tay ôm đầu đầy mặt thống khổ chi sắc môi đều cắn ra máu tươi. Tào Ngụy biết, nên tới tóm lại sẽ trở về. Lại là ba ngày thời gian, Văn Thanh đã hấp thu đại lượng tinh hoa chất lỏng, linh hồn của nàng giống như mới sinh trẻ con giống nhau tinh oánh dịch thấu, không hề tì vết, nhưng cũng liền ở ngay lúc này, những cái đó đã từng dấu vết ở linh hồn chỗ sâu trong, sau lại lại đứt gãy ký ức mảnh nhỏ đột nhiên thổi quét mà đến. Đức quản hình ảnh đang chéo ở bên nhau, dần dần hợp thành rõ ràng hình ảnh. Gió biển thổi quá đại thành, ít khi nói cười trung niên nam tử, bình hoang triều thượng linh sơn, sơ ngộ thiếu niên không kềm chế được gương mặt, ở vô số cường giả thủ hạ quay lại tự nhiên tuyệt thế phong thái hết thảy đều phản phất cảnh trong mơ, thẳng đến có một ngày, một trời một vực hạ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nam tử, một đêm tóc đen thành tuyết nữ tử, còn có chôn ở ngầm không biết nơi đi thi thể. Sở hữu hình ảnh đều hàng tiếp ở cùng nhau. Thẳng đến hắc ám đột nhiên buông xuống, thật lớn cổ xưa sinh vật hóa thành hắc ám con rối, đánh sâu vào thế nhân, ma diệt một đám lại một đám tu sĩ. Thiên hạ đại loạn, hắc ám cuồn cuộn mà đến, bao phủ thiên nhật, đại địa hóa thành đất khô cằn, biên thành lung lay sắp đổ. Nhân tộc hoàng giả trăm chiến mà chết, một người thiếu niên ngang trời xuất thế, đánh băng rồi thiên địa, một mảnh nhật nguyệt vô quan, nhưng là, thình lình xảy ra biến cố làm cho cả đại địa đều ở lúng xuống, diệt thế khủng bố lật úp trong thiên địa trật tự cùng phát tắc, thiếu niên ngã xuống nàng trong lòng ngực. Thiên địa sụp đổ, không gian loạn lưu thổi quét thiên địa, vô số sinh linh bị cuốn vào trong đó, thiếu niên đẩy ra nàng, đem nàng đưa vào một mảnh yên tĩnh trong bóng tối, mà hắn lại biến mất ở hủy diệt bên trong. Mảnh liệt va chạm lệnh nàng mất đi sở hữu ký ức lại lần nữa thức tỉnh khi đã là một khắc phiên thiên địa cố nhân không hề núi sông sụp đổ hóa thành một mảnh hư vô nàng trong đầu chỉ có tên của mình văn thanh văn thanh đó là thiếu niên cuối cùng kêu gọi từ nhưng nàng đều quên mất thẳng đến giờ khắc này sở hữu ký ức mảnh nhỏ liên tiếp ở cùng nhau ngày xưa từng màn một lần nữa hiện lên trong lòng văn thanh nghĩ tới nàng ngốc ngốc nhìn đối diện quen thuộc thiếu niên gương mặt nước mắt cuồn cuộn mà rơi rốt cuộc vô pháp ức chế tào ngụy Lê tâm liệt phế tiếng khóc, chấn động Tào Ngụy nội tâm, Văn Thanh không màng tự thân tình huống trực tiếp nhào vào Tào Ngụy trong lòng ngực, thống khổ đã mất ngôn nói. Cũng chưa, tất cả đều không có ô ô ô. Tào Ngụy thở dài một tiếng, Ôn Nhu vuốt ve văn thanh tóc đen, chậm rãi nói, còn có ta đâu, dù cho thiên địa sụp đổ, cố thổ không ở, ta còn là ở bên cạnh ngươi. Ta này không phải tìm được ngươi sao? Chương 688, sao trời nói thân. Văn Thanh suýt nước mắt không thôi, hết thảy đều nghĩ tới, nàng phụ thân nàng bằng hữu thân nhân tất cả mọi người không còn nữa ngay cả cố thổ đều biến mất ở trong một mảnh hắc ám nàng thật lâu ôm tào ngụy trước sau đều chưa từng buông tay tào ngụy đáy lòng than nhẹ mặc cho văn thanh phát tiết chính mình cảm xúc rốt cuộc qua thật lâu văn thanh khóc mệt mỏi nàng ngẩng đầu nhìn tào ngụy lại nhìn không được rớt xuống một hàng thanh lệ ta cho rằng ngươi tào ngụy than nhẹ một tiếng thế văn thanh lau đi nước mắt nói hết thảy đều đi qua chúng ta này không sống hảo hảo sao một ngày nào đó ta sẽ cởi bỏ sở hữu bí ẩn. Chính là, chúng ta rốt cuộc không thể quay về gia. Văn Thanh đáy lòng mất mát, tuy rằng hiện giờ thành giao trì thánh nữ, lại vẫn như cũ giống như vô căn lục bình giống nhau. Thiên hạ thanh sơn giống nhau, chỉ cần có người địa phương, đó là gia, quá khứ đều đi qua, ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi. Tào Ngụy nhéo nhéo Văn Thanh gương mặt, cười nói, mau đem quần áo mặc vào tới, sau đó rời đi nơi này, ta phỏng chừng rừng rậm những người đó mau tiến vào. Văn Thanh hít hít cái mũi, thật mạnh gật gật đầu, Tuy rằng trần truồng đối với Tào Ngụy, nhưng nàng trong lòng đã không có cố kỵ, trên thế giới này, Tào Ngụy là nàng thân nhất người. 15 phút sau, Tào Ngụy cùng Văn Thanh đứng ở nước ao bên, ở tuyền trung, sao trời nói thân nhắm mắt nhập định, vẫn tin kiếm phiêu phù ở trì mặt, hai người ở di động, hấp thu nước suối. Đi rồi. Tào Ngụy lôi kéo Văn Thanh tiến vào không gian hắc động, đem sao trời nói thân giữ lại, vạn đồng thần mắt đồng thuật cùng Quảng Thành vẫn như cũ ở không kiên nể gì hấp thu nước suối, loại này cơ duyên cũng không nhiều thấy. Tào Ngụy cũng không tưởng buông tay cho người khác, ngươi phía trước nói ngươi cùng giao trì thánh địa đệ tử bị nhốt trong trận tào ngụy xuyên qua rừng rậm sau trực tiếp thông qua không gian hắc động đi ra tịnh cốc chung quanh cảnh tượng đại biến thiên hà ánh sáng biến mất nhưng ở tịnh cốc chung quanh tồn tại không ít cổ trận pháp phần lớn là vây trận văn thanh gật gật đầu nhắm mắt cảm thụ chợt chỉ chỉ nơi xa nói hẳn là ở nơi đó tào ngụy gật đầu nói ta giúp ngươi đem bọn họ mang ra tới tịnh cốc thần tuyền nội sao trời nói thân toàn thân lốc xoáy đại trướng lệnh quản thành trong lòng giật mình như thế khủng bố hấp lực cùng tàu ngụy cơ hồ không phân cao thấp toàn bộ trong ao nước suối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trầm xuống quản thành nhịn không được thở nhẹ một tiếng kêu lên đại nhân nhưng mà lệnh quản thành ngoài ý muốn chính là sao trời nói thân chỉ là nhàn nhạt nâng lên đôi mắt trong mắt lại hiện lên khắc sắc thái tràn ngập mê man hắn trắng chặt răng đôi tay kết ấn dùng tàu ngụy thủ đoạn gia tốc đối nước suối hấp thu trong nháy mắt một cái nắm tay đại lốc xoáy tự này ngực hiện lên nước suối trầm xuống tốc độ lại lần nữa nhanh hơn cũng chính là lúc này phía trước rừng rậm truyền đến một trận xôn xao mấy đạo bóng người đi ra ở một người độn một đỉnh nam tử bên cạnh người lại đi theo hàng tề thần hồn hàng tề huynh đa tạ lần này nếu không phải ngươi sợ là chúng ta đến tiêu phí càng nhiều thời gian chu cùng nghi người nói lời cảm tạ lại phát hiện hàng tề nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía trước hắn quay đầu nhìn lại nhìn không được khóe miệng vừa kéo khi nước suối trầm xuống tốc độ cũng quá nhanh đi như vậy đi xuống chỉ sợ không đến nửa canh giờ liền phải thấy đấy Tào Ngụy, đừng vội lòng tham không đấy. Chu cùng gầm lên, thấy Tàu Ngụy không có phản ứng sau đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp bước đi đi, chỉ gian ngưng tụ khủng bố thổ hoàng sắc linh lực, hóa thành cự chỉ bay thẳng đến Tàu Ngụy nghiền đi. Nhưng là cùng với một tiếng rồng ngâm, một đạo kiếm quang sáng lên, Chu cùng tức khắc sắc mặt trắng bệch lui ra phía sau mấy bước, kia thanh kiếm ở hộ chủ, thế nhưng sinh sôi bẻ gãy hắn ngón tay. Sấn hắn nhập định, cùng nhau thường. Vẫn tin kiếm hơi thở quá cường, mấy người không dám chậm trễ, ngay cả thần hồn trạng thái hàng tề đều vọt qua đi một đám người oanh sát chi thuật che trời lấp đất trấn áp mà đến vẫn tinh kiếm bay ra một đạo tinh diệt kiếm khí chém qua thế nhưng trực tiếp oanh bay mọi người một đám độ một tu sĩ dám ở tam tài cảnh quản thành trước mặt sát sao trời nói thân thật đương chính mình là ai nhưng mà nhưng vào lúc này sao trời nói thân há mồm bỗng nhiên một hút đem còn thừa nước suối một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng đặc thù thể chất làm nước suối nháy mắt dung nhập linh hồn ở tăng cường tào ngụy thần hồn thời điểm tự hồ cũng diễn sinh ra một ít không nên tồn tại đồ vật. Ta tới. Sao trời nói thân mở miệng, Quảng Thành tự nhiên lui ra, chỉ là kiếm khí không lùi, vẫn như cũ ở trấn thủ, bởi vì Quảng Thành biết đây là sao trời nói thân, cũng không phải tào ngụy, nó lo lắng phát sinh một ít ngoài ý muốn. Nhưng mà, lệnh người kinh người sự vẫn là đã xảy ra. Sao trời nói thân sừng sững mọi người phía trước, áo đen khoác thân, thế nhưng lộ ra sâu xa ánh mắt, hắn chậm rãi giơ tay, hướng tới chu cùng trưởng ấn đi, đồng thời, Tà Ngụy trong đầu đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Lão đại, độ ta tam thành chiến lực. Vừa mới đem Văn Thanh vài tên sư tỷ sư muội mang ra vây trận Tà Ngụy toàn thân rung lên, chợt lộ ra vui mừng, nói, ngươi đã trở lại. Cùng lúc đó, sao trời nói thân đột nhiên cảm giác được tăng vọt lực lượng, hắn khẽ ừ một tiếng, kia vương lòng bàn tay chỗ bỗng nhiên nở rộ ra một đạo lôi quang. Sấm sét nổ vang, nháy mắt quanh ở chu ngang nhau nhân thân thượng, số lượng không nhiều lắm mấy người nháy mắt bị bổ cái hồn phi phách tán, ngốc tại đương trường. Hàng tề lúc này mới ý tứ tới rồi cái gì, dĩ vãng đối tào ngụy không hiểu nhiều lắm, chỉ biết hắn mới vừa hạ thông thiên môn khi bị nhà mình tiên môn tranh đoạt quá, nhưng bởi vì đạo thương duyên cớ bọn họ lại từ bỏ. Chỉ là hai lần giao thủ hạ, hàng tề rốt cuộc không thể không thừa nhận một cái vô pháp tiếp thu sự thật. Tào ngụy thực lực chi cường, dù cho có đạo thương ở, bọn họ cũng không phải đối thủ. Chỉ sợ chỉ có tiên môn trung kia mấy người, mới có thể cùng tào ngụy chính diện một trận chiến đi. Nhưng mà hàng tề cũng không biết, bọn họ lúc này đối mặt, lại chỉ là có được tào ngụy tam thành chiến lực thứ nhất nói thân thần phạt đánh tan mấy người phòng ngự sao trời nói thân phóng lên cao vẫn chưa cầm kiếm lại đánh ra mấy đạo kiếm quan trực tiếp đương trường diệt sát ba người dư lại chu cùng cùng hàng tề mượn môn trung bí pháp bỏ chạy mà đi sao trời nói thân cũng không có lại truy hắn duỗi tay nhìn chăm chú vào chính mình bàn tay rốt cuộc biến sắc một môn ngồi dưới đất lão đại ta thiếu chút nữa hù chết tào ngụy khiếp sợ nói sao lại thế này ngươi linh hồn không phải biến mất sao Ngươi đi đâu? Sao trời nói thân nhịn không được toàn thân rùng mình một cái, nhưng thực mau hắn ký ức tự hồ bị nào đó vô thượng lực lượng tan rã, ở kia hắc ám nơi sở hữu trải qua, càng thêm mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngoạ tàu. Hai người đồng thời kinh hãi ra tiếng, liền ở tàu ngụy vừa muốn nhìn trộm sao trời nói thân ký ức thời điểm, có vô thượng lực lượng quấy nhiễu, mạnh mẽ lau sạch sao trời nói thân ký ức. Tàu ngụy biết, sao trời nói thân kia đoạn thời gian, nhất định đi một cái cực đoan khủng bố địa phương, đề cập đến đại nhân quả hiện giờ bọn họ căn bản không có tư cách nhìn trộm. Không có việc gì, trở về liền hảo. Tào Ngụy hít sâu một hơi, xuất hiện ở sao trời nói thân trên người biến cố càng thêm kiên định hắn muốn biến cường xúc động. Bị người hủy diệt ký ức, thật sự là thật là đáng sợ. Chương 689, ở Mượn đem thần binh Một chỗ ảo cảnh sâu thẳm trong rừng, giao trì thánh địa mười mấy danh nữ tử vô cùng kinh dị nhìn chầm chầm cùng Tào Ngụy ngồi ở cùng nhau văn thanh, đôi mắt đều mau rơi xuống. Tuy rằng trước đó không lâu Tào Ngụy đột nhiên hiện thân, dùng các nàng vô pháp lý giải thủ đoạn đem mọi người cứu ra vây trận, nhưng các nàng vẫn là không tiếp thu được trước mắt sự thật này. Khi chính là các nàng thánh nữ. Cho tới nay cự người với ngàn dặm ở ngoài băng mỹ nhân, hiện giờ thế nhưng cùng một cái thanh danh kém cỏi nhất tiên môn đạo tràng truyền nhân dáng như vậy khẩn, hơn nữa, khăn che mặt đều không đeo. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ Tào Ngụy cho bọn hắn thánh nữ hạ mê hồn dược? Tào Ngụy, ngươi rốt cuộc đối chúng ta thánh nữ làm cái gì? một nữ tử giận dữ đứng dậy, muốn đem Văn Thanh kéo ra, lại bị người sau tổ chức. Văn Thanh sắc mặt có chút đỏ bừng, tương đối với Tào Ngụy, trước mặt ngoại nhân nàng thật là có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng ký thác rốt cuộc tìm được rồi, Văn Thanh nhịn không được tưởng ly Tào Ngụy càng gần một ít. Tình liên sư tỷ, ngươi không cần nói như vậy Tào Ngụy, là ta tự nguyện, đôi ta quan hệ thực muốn hảo. Văn Thanh năm ngón tay ninh ở bên nhau, cúi đầu nói. Tình liên người đều tới choáng váng, lại nghĩ đến Tào Ngụy kia kỳ quái thủ đoạn, càng là không tin, nàng chắc chắn Tào Ngụy làm cái gì, mới làm Văn Thanh như thế khăng khăng một mực. Tào Ngụy, ngươi đừng không nói lời nào, mau đem thánh nữ còn trở về. Tào Ngụy bất đắc dĩ buông tay, sau đó ở giao trì thánh địa một đám người khó có thể tin dưới ánh mắt xoa Văn Thanh đầu, thở dài nói, Thanh Nhi a, à, ngươi cấp giải thích giải thích đi, bằng không hiểu lầm liền lớn, ta nhưng không nghĩ bị các ngươi thánh địa đuổi giết. Văn Thanh nghĩ nghĩ, lúc này mới hạ quyết tâm, ngẩng đầu đối vài tên nữ tử nói, sư tỷ sư muội nhóm, các ngươi yên tâm hảo tào ngụy cái gì đều không có làm ta chỉ là nhớ tới một ít trước kia sự tào ngụy cùng ta một cái cố nhân rất giống tình liên đám người bán tính bán nghi văn thanh lại đột nhiên ánh mắt sáng ngời ngược lại nói ta cùng tào ngụy có chuyện muốn nói các ngươi có thể hay không tình liên vô ngữ nhưng đáy lòng lại cũng thiện lương nàng hừ lạnh một tiếng cùng mặt khác mấy người xoay người ra cánh rừng cũng đúng lúc này hư không vỡ ra một cánh cửa sao trời nói thân một bước bước ra đứng ở tào ngụy hai người trước người Văn Thanh tuy rằng gặp qua Sao Trời nói thân một mặt, nhưng hai người kia thật sự quá giống, căn bản vô pháp khác nhau. Về sau liền kêu ngươi Sao Trời hảo. Sao Trời nói thân cười hắc hắc, vẫn tinh kiếm về tới Tào Ngụy bên người, Tào Ngụy lúc này mới sờ soạn cầm nói, đích xác thực cổ quái, bất quá nếu ngươi đã ra đời linh thức, ta cũng liền không đem ngươi giữa đường thân nhìn, chờ ngày sau thực lực cường đại sau, ta liền trảm khai ngươi ta liên hệ, cho ngươi tự do thân. Lời này vừa nói ra, Sao Trời không cấm biến sắc, do dự nói, ta linh trí vốn là lão đại một bộ phận nếu mạnh mẽ trảm khai chỉ sợ lão đại sẽ bị phản vệ không có việc gì tào ngụy cười nói việc này ngày sau lại nói lập tức vẫn là nghĩ cách tăng lên thực lực tào ngụy nhìn văn thanh nói ngươi nhưng nhận cẩn thận hắn là sao trời ta là tào ngụy văn thanh buồn bực không thôi lại vẫn là gật gật đầu này hai người quả thực giống nhau như đúc sao có thể phân thanh sao rời đi tiên cổ sau chúng ta liền phân công nhau hành động ngươi phụ trách tìm kiếm truyền thừa cổ điện đến lúc đó ta sẽ đem da dê cuốn cho ngươi sau đó tào ngụy nghĩ nghĩ tâm thần vừa động, lòng bàn tay trào ra một đoàn màu đen ngọn lửa, hắn quá độ cấp sao trời, nói, cửu u diễm cùng lôi phát ta về sau không cần, miễn cho bị người nhìn ra sơ hở, đối với ngươi bất lợi. Sao trời kinh hỉ không thôi, thủ hạ cửu u diễm cùng thiên gia chú ấn sau nhạc nở hoa. Tào Ngụy sờ sờ cầm, lẩm bẩm, ta cảm thấy hẳn là cho ngươi tìm một phen kiếm, tru tiên kiếm quá quỷ dị không thể cho ngươi, vẫn tin kiếm ta chính mình phải dùng. Lúc này, Văn Thanh đột nhiên rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói, tiến vào tiên cổ 20 gia tiên môn đệ tử trung, trừ bỏ giao trì thánh địa cùng tuyệt tình tiên phủ, mặt khác tiên môn đều ở bên ngoài tuyên bố muốn tiêu diệt các ngươi đạo tràng, cho nên ta cho rằng có thể cùng bọn họ mượn một phen thần binh, đảo cũng không sao. Tào Ngụy kinh ngạc nhìn Văn Thanh, đột nhiên nở nụ cười, hắn tự nhiên biết Văn Thanh ý ngoài lời. Hảo! Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi mượn một phen thần binh. Tào Ngụy nhìn chầm chầm sao trời, nói, tách ra hành động. Sao trời hiểu ý, trốn vào không gian hắc động, đã đi xa. Thực mau, giao trì thánh địa những đệ tử khác sợ tào ngụy đã làm phần có sự vội vội vàng vàng chạy trở về thấy văn thanh không việc gì sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tào ngụy hướng tới văn thanh phất phất tay nói có thời gian ta đi giao trì xem ngươi hảo hảo tu luyện văn thanh thật mạnh gật đầu nhìn theo tào ngụy đi xa tình liên nhìn một lần nữa mang lên khăn che mặt văn thanh nhịn không được khóe miệng vừa kéo bất đắc dĩ chống đầu thở dài một tiếng xong rồi nhà ta thánh nữ xuân tâm nhộn nhạo một tòa xem này bình thường trong sơn động hàng tề cùng chu cùng tương đối mà ngồi lúc này hai người một cái sau một cái thương trọng hàng tề liền không nói thân thể đều tạc không có chu cùng cũng không hảo đi nơi nào toàn thân đều là vết thương đều là bị sao trời đánh ai có thể nghĩ đến tào ngụy chiến lực thế nhưng sẽ như thế khủng bố khó trách không có sợ hãi không sợ bọn họ chờ rời đi tiên cổ sau ta khiến cho ta đường huynh ra tay nhất định có thể chế tài tào ngụy chu cùng căm giận không thôi dưới sự giận dữ thương thế lại lần nữa chuyển biến xấu nhìn không được phun ra một nguồn máu tươi Hàng tề như suy tư gì gật gật đầu, hắn dưới chân bãi mấy cái nhẫn trữ vật, lúc này đang có không ít tiên thảo phiêu ra, chữa khỏi hắn thần hồn, lặng yên không một tiếng động, một phen thần kiếm tự nhẫn phiêu ra, hàng tề lạnh lùng nói, đại tào ngụy bị ngươi đường huynh trọng thương lúc sau, ta liền thân thủ chém xuống hắn thủ cấp, làm hắn sống không bằng chết. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên sờ ở thần kiếm trên chui kiếm, bàn tay nhẹ nhàng vừa chuyển, hàng tề dấu vết ở thần kiếm thượng ấn ký đột nhiên bị lau sạch. Hắn tức khắc bị dọa đến hồn phi phách tán, kinh tủng đứng dậy, phẫn nộ quát, là ai ở giả thần giả quỷ. Ra tới. Tào Ngụy một bước bước ra, đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn chầm chầm thần kiếm, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, từ từ nói, là ta, lần này tới cũng không gì sự, chủ yếu là mượn đem thần binh. Chu cùng nháy mắt nổ lên, một chưởng phách về phía Tào Ngụy, lại bị Tào Ngụy trở tay nhất kiếm trảm rớt tay phải. A, à. ngươi không chết tử tế được. Chu cùng gầm lên, trọng thương chi thân căn bản không phải Tào Ngụy đối thủ, hắn kinh sợ thối lui mấy bước, lại thấy vài đạo kiếm quan đảo qua, trực tiếp đem hắn dư lại một cánh tay cũng chém xuống với địa. Tào Ngụy giơ tay hướng tới hai người chụp tới, trong nháy mắt những trữ vật bay đầy trời, toàn bộ rơi vào Tào Ngụy tay. Ta cho các ngươi báo thù cơ hội. Tào Ngụy nhếch miệng cười, thân hình chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, sao trời cũng đại khai sát giới, cùng Tào Ngụy đem người đánh cho tàn phế bất đồng, sao trời áp lực lâu lắm, ra tay đó là đại sát thuật, một tay tắm gội lôi quang, một tay hắc viêm hôi hổi, toàn bộ tiên cố đô chấn động, ngắn ngủng nửa ngày thời gian, vượt qua một nửa tu sĩ chết ở sao trời trong tay. Chương 690, chạy ra tiên cổ. Tất cả mọi người điên khùng, Tào Ngụy cùng sao trời hai tương ra tay, đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, trừ bỏ tuyệt tình tiên phủ cùng giao trì thánh địa, cơ hồ sở hữu tiên môn đệ tử đều gặp tới rồi bị thương nặng. Tiến vào tiên cổ vốn dĩ liền không bắt được nhiều ít cơ duyên tạo hóa, ngay cả chính mình mang theo những trữ vật đều bị người đoạt đi. Tào Ngụy thuận tay giải quyết một người mặt mày khả ố tu sĩ sau phi thân mà ra, nhìn chầm chầm hướng về phía một khác chỗ mục tiêu, đồng thời hắn cũng cảm giác được sao trời trạng thái, lập tức báo cho nói, không cần vọng tạo sát nghiệp, sát tâm quá nặng đối tu hành bất lợi. Sao trời hiểu ý, không hề giết người, mà là cùng Tào Ngụy giống nhau, chỉ đem những người đó đánh cái tàn phế, sau đó cướp đi những trữ vật, ngay cả một ít giáp trụ hộ y đều cấp rút xuống dưới. Trong lúc nhất thời, tiên cổ đại loạn, lần này tiến vào tiên môn đệ tử phần lớn đều là thiên nguyên độ một cảnh, một người tam tài cảnh đều không có, căn bản vô pháp ngăn cản Tào Ngụy hai người. Hai người hoành đẩy tiên cổ, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều bị đoạt cái biến, trừ bỏ giao trì thánh địa cùng tuyệt tình tiên phủ một đám người, lần này tiến vào tiên cổ đệ tử không một cái thân thể hoàn chỉnh, không phải thiếu cánh tay chính là đoạn chân. Trốn A. À. Tào Ngụy điên rồi, muốn đem ta chờ đuổi tận giết tuyệt. Mọi người còn nơi nào có tâm tư tìm tạo hóa, một đám nghiêng ngã lão đảo hướng tới nhập khẩu bỏ chạy đi, trên người đáng giá đều bị Tào Ngụy cùng sao trời cướp đoạt không còn, chuyến này có thể nói là tổn thất thảm trọng. Văn Thanh đám người vừa mới từ một chỗ cổ xưa sơn động đi ra, lại đột nhiên phát hiện loại tình huống này, không cấm lộ ra khuôn mặt u sầu, Tào Ngụy xưa nay đã như vậy, không sợ cùng thế nhân là địch, như thế đắc tội tiên môn, chỉ sợ ngày sau vô pháp thiện hiểu rõ. Nhưng nghĩ nghĩ ở tiên cổ ngoại trấn Hà Tôn nói những lời này đó, Văn Thanh cũng liền bình thường trở lại, bọn họ bất nhân ở phía trước, cũng liền không thể trách Tào Ngụy bất nghĩa. Tu sĩ thế giới, nào có tình cảm nhân giảng, ngươi muốn giết ta, ta còn không thể động ngươi quả thực chính là chê cười. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi, tiên cổ đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Tình liên thần sắc ngưng trọng, cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, nàng đối tào ngụy một chút đều không hiểu biết, sợ văn thanh xảy ra chuyện, lấy trước mắt hình thức tới xem, tào ngụy ở tiên cổ quả thực chính là vô địch chi tư. Hảo! Chuyến này thu hoạch thật lớn, văn thanh cũng đồng ý tình liên ý kiến, đoàn người hướng tới nhập khẩu mà đi, dọc theo đường đi thấy được vô số bị tào ngụy phế bỏ tu sĩ, tất cả mọi người đáy lòng trầm xuống, chỉ sợ có đại sự muốn đã xảy ra. Tuyệt tình tiên phủ tu sĩ ở đoạn trần dẫn dắt tiếp theo cái không rơi rời đi tiên cổ, đối tàu ngụy vì sao không có công kích các nàng đoạn trần cũng nghi hoặc không thôi. Lại nghĩ đến giao trì thánh địa cũng bình yên vô sự, đoạn trần trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ là bởi vì Tào Ngụy xem qua nàng cùng văn thanh thân thể, cho nên thèm các nàng thân mình, không tha xuống tay. Vẫn là nói tính toán đem bọn họ bắt được hồng trần đạo tràng. Đoạn trần nhịn không được đánh cái rùng mình, vội vàng nhanh hơn bước chân, nàng đối tào ngụy thực lực dự đánh giá xuất hiện sai lầm lấy nàng độ một đỉnh thực lực căn bản không phải tào ngụy đối thủ nếu tào ngụy thật muốn trảo nàng chính mình lại như thế nào phản kháng nghĩ đến đây đoạn trần lại lần nữa đánh cái giật mình thực mau liền chạy ra khỏi tiên cổ giờ này khắc này tào ngụy cùng sao trời chính ngồi sổ một ngọn núi trên đầu kiểm kê chiến lực phẩm một đống nhẫn trữ vật đều bị bóc nát đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật phiêu phù ở đỉnh núi thượng có thần kiếm bảo binh cũng có hy hữu linh dược đang dược hồ sơ công pháp bí thuật quyển trục rực trở muôn màu lão đại, thu hoạch ngày A. Sao trời chọn vài đêm thần kiếm, nhưng đều rất là bất mãn, cuối cùng đơn giản đem mấy chục thanh kiếm đều thu lên, tổng so không có hảo. Còn hành, những người này so cửu châu tu sĩ phú nhiều. Tào ngụy một bên phân loại một bên đem chiến lợi phẩm thu vào trong túi, mấy thứ này hắn đều có trọng dụng. Hảo, không sai biệt lắm nên đi ra ngoài, bằng không đám kia danh túc đem thông đạo đóng cửa, chúng ta phải đi về đã có thể không dễ dàng như vậy. Tào Ngụy nhận lấy tất cả đồ vật sau đạp không mà đi, sao trời tắt tiến vào tinh thần giới trung. Tiên cổ ngoại, 20 gia tiên môn lúc này đều điên khùng, suốt mấy ngàn danh đệ tử tiến vào tiên cổ, hiện giờ thế nhưng chỉ ra tới không đến 500 người. Hơn nữa trừ bỏ giao trì thánh địa cùng tuyệt tình tiên phủ mấy chục người, còn lại các đệ tử đều thân bị trọng thương, càng có không ít cùng hàng tề giống nhau tu sĩ liền thân thể đều không có. Sao lại thế này? Hay là tiên cổ có cổ thú lui tới? Vân thâm tiên phủ trưởng lão trong lòng hoảng hốt, bọn họ tổn thất nặng nhất, mấy chục danh đệ tử thế nhưng chỉ có hàng tề một người tồn tại ra tới, hơn nữa, thân thể cũng chưa. Hàng tề hai mắt quán độc, cả giận nói, tào ngụy, hết thảy đều là tào ngụy làm. Hắn bày ra bảy rập đem chúng ta dẫn vào vệ thần kiến xào huyệt, chỉ có một mình ta tự bạo thân thể mới trốn thoát. Theo sau, hàng tề lại đem tào ngụy bốn phía tàn sát tiên môn đệ tử sự thêm mắm thêm muối nói ra, nơi xa trấn hà tôn gầm lên một tiếng, lạnh lùng nhìn chầm chầm hồng trần. Hồng trần đào đào lỗ mũi, như suy tư gì nói, lợi hại, không hổ là ta đạo tràng truyền nhân. Cổ chiến trường thượng sở hữu tiên môn đều giận không thể ác, bởi vì thực mau, bọn họ phát hiện chính mình môn hạ đệ tử trừ bỏ tồn tại trở về, cơ hồ bị mất tất cả đồ vật, chỉ còn một người. Tào Ngụy đoạt đi rồi bọn họ mọi người nhẫn trữ vật. Lửa giận tràn ngập ở mọi người trong lòng, bọn họ thậm chí không có chú ý tới hàng tề nhắc tới vệ thần kiến. Giao trì thánh địa trưởng lão kinh hồn tán đảm nhìn hoàn hảo không tổn hao gì đệ tử, văn thanh sư phó càng là phức tạp nhìn trầm trầm văn thanh nhìn không ngừng, phát hiện Văn Thanh vẫn chưa bị thương sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Nhi, vì sao các ngươi Văn Thanh sư phó nghi hoặc? Tình Liên che miệng cười nói, sư muội ở phao quá tịnh hồn tuyền sau khôi phục ký ức, mới phát hiện Tào Ngụy cực kỳ giống nàng một cái cố nhân, khả năng đúng là cái này duyên cớ, Tào Ngụy mới không có đối chúng ta ra tay đi. Một khắc danh đệ tử gật đầu, nhìn chằm chằm mặt khác tiên môn thảm không nở nhìn đệ tử, nhíu mày nói, nhưng là Tào Ngụy cũng đem chúng ta từ vây trận cứu đi ra ngoài, hiện giờ phát sinh loại sự tình này, thật đúng là làm người không tưởng được. Văn Thanh Sư Phó nhìn mặt khác trong cơn giận giữ tiên môn, ngưng thanh nói, tàu ngụy trợ giúp các ngươi sự các ngươi chỉ cần ghi tạc trong lòng là được, ngàn vạn không thể lộ ra, hiện giờ hồng trần đạo tràng hiển nhiên thành chúng tiên môn cái đinh trong mắt, chúng ta một bước đi nhầm, khả năng sẽ họa cập thánh địa. Vài tên đệ tử như suy tư gì gật gật đầu, lại nói tiếp bọn họ đối tàu ngụy cảm quan vẫn là rất không tồi. Nhưng là trước mặt hình thức cũng không cho phép các nàng thổ lộ tiếng lòng. Tuyệt tình tiên phủ bên này, đoạn trần nhìn tổn thất thảm trọng đông đảo tiên môn thần sắc ngưng trọng xoay người đối một chúng sư muội nói các ngươi về sau tận lực không cần ra ngoài tào ngụy người này tham tài háo sắc cướp đoạt nam tu tu luyện tài nguyên lại mơ ước nữ sắc lúc này mới buông tha chúng ta cùng giao trì thánh địa một người trưởng lão nghi hoặc nói trần nhi ngươi là như thế nào biết được đoạn trần suy tư một lát một miệng thốt ra nói ta cùng giao trì thánh nữ còn có tào ngụy ba người cùng tắm gội quá tịnh hồn tuyền tại đây trong lúc tào ngụy tà tâm bất tử vẫn luôn nhìn lén ta hai người Tên này trưởng lão nhịn không được khóe miệng vừa kéo, nàng biết nhà mình đại đệ tử từ trước đến nay thần kinh đại điều, hiện giờ xem ra đích xác chứng thực